Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy Lợi nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về bài toán liên quan về trung bình cộng. Thì khi các bạn gặp đến bài toán trung bình cộng thì các bạn nghĩ ngay đến đó là phải tính tổng đầu tiên, được chưa? Thì các bạn nhớ công thức nè, tổng sẽ bằng trung bình cộng nhân cho số các số hạng. Được chưa? Đây là trung bình cộng của mấy số ạ? Của hai số, thì số hạng của mình nè, số các số hạng chính là số 2 đó các bạn. Được chưa? Vậy mình sẽ giải tổng của hai số là, ta lấy trung bình cộng là bao nhiêu ạ? 2015 nhân 2 thì bằng bao nhiêu ạ? Thì là 2015 nhân cho 2. 2 x 5 bằng 10, ghi 0 với 1. 2 x 1 bằng 2, với 1 bằng 3. 2 x 0 bằng 0, 2 x 2 bằng 4. Vậy 4030. Thì các bạn thấy đây là tổng đúng không ạ? Tổng đây đó. Còn đề bài cho thêm là gì ạ? Hiệu của hai số đây. Vậy các bạn lại quay về dạng, đó là dạng tổng hiệu. Tổng và hiệu. Thì các bạn nhớ đến công thức, đó là muốn tìm số hạng thứ nhất. Số hạng thứ nhất nè, ta lấy tổng nè cộng hiệu tất cả chia 2. Muốn tìm số hạng thứ hai thì ta lấy tổng trừ hiệu tất cả chia 2. Các bạn thuộc công thức nha các bạn. Đây là dạng tổng hiệu của hai số. Muốn tìm số hạng thứ nhất thì bắt đầu mình giải nha các bạn. Rồi, số tìm hai số thì mình nói số thứ nhất đi. Số thứ nhất là lấy tổng nè cộng hiệu nè bao nhiêu ạ? 150 tất cả chia 2. Rồi, phép tính thì các bạn làm trong ngoặc rồi tới phép chia, và các bạn comment kết quả ở phía dưới giúp Lợi. Tiếp theo, số thứ hai là ta lấy tổng nè trừ ghi hiệu nè tất cả chia 2 nè. Rồi, các bạn hãy tính và comment kết quả ở phía dưới giúp Lợi nha các bạn. Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợi để Lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.